chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào những nhận định, dự đoán soi kèo trận đấu giữa AC Milan và Atalanta trong khuôn khổ vòng 24 Serie A mùa giải 2022-2023 trận đấu giữa AC Milan và Atalanta diễn ra lúc 2h45 ngày 27 tháng 2 năm 2023 về kèo nhà cái trận đấu bóng đá giữa AC Milan và Atalanta theo các chuyên gia, AC Milan từng bị đánh bật khỏi top 4 khi từng trải qua 3 thất bại liên tiếp, trong đó có hai trận thua đậm trước Lazio và Sassuolo. Tuy nhiên, hai trận thắng tối thiểu gần đây trước Torino và Monza đã giúp nhà đăng kim vô địch trở lại với vị trí thứ tư, bằng điểm với đội xếp trên AS Roma và kém Inter Milan 3 điểm. Tại đấu trường châu lục, thì đội chủ sân Sassuolo cũng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đó là đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, qua đó tạo chút lợi thế trước trận lượt về. Về phía đội khách, phong độ gần đây của Atalanta là khá tệ khi họ để thua 3 trên 4 trận gần nhất, trong đó từng bị Inter Milan đánh bại ở tứ kết Coppa Italia. Ba vòng đấu gần đây tại Serie A, Atalanta từng thắng cách biệt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lazio ngay trên sân khách, nhưng lại để thua hai đối thủ cửa dưới là Sassuolo và Lecce. Cho đến lúc này của mùa giải, Atalanta từng là đội Atalanta từng là đội sở hữu sân khách tốt nhất tại Serie A, nhưng họ đã không còn duy trì được sự ổn định đó. Bằng chứng là sau chuyến làm khách gần đây, họ chỉ thắng 2 hòa 2 và thua 2, trong đó từng thua cả Lê Xê. Theo các nhà cái châu Á, nếu như AC Milan đang cho thấy sự hồi sinh bằng 3 chiến thắng liên tiếp ở hai đấu trường là Serie A và Champions League, thì bên phía đối diện Atalanta lại cho thấy sự trứng lại sau chuyến trận tăng hoa và thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước tân binh Lê Xê ở vòng đấu trước đã cho thấy rõ sự xa sút đó. Nhà đương kim vô địch Serie A mùa giải trước cũng đang sở hữu một thành tích sân nhà khá tốt với 25 điểm sau 8 chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua. Một trong hai thất bại đó là trước đối thủ quá mạnh Napoli. Vì vậy, AC Milan với lề thế sân nhà được dự đoán là sẽ có chiến thắng trước Atalanta trong trận đấu ở vòng 24 Serie A mùa giải năm nay. Vì tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa AC Milan và Atalanta, có thể thấy dấu ấn đậm nét nhất ở 3 trận toàn thắng vừa qua của AC Milan chính là sự hiệu quả mà trận phòng ngự. Cụ thể là họ đã đều giữ sạch lưới cả ba trận này, trong đó trong đó có một đối thủ rất mạnh ở mặt trận tấn công là Tottenham Hotspur. Trong khi đó Atalanta lại kém hiệu quả không ghi bàn khi chỉ có được 3 bàn thắng trong bốn trận gần nhất. Nên nhớ là 6 trận liên tiếp trước đó họ đều ghi không dưới hai bàn mỗi trận. Vì thế trong bối cảnh AC Milan được chơi trên sân nhà có hàng thủ chắc chắn, trong khi đội khách Atalanta lại có hàng công không thực sự ổn định và chơi tốt nhiều khả năng trận đấu giữa AC Milan và Atalanta sẽ kết thúc mà không nhiều bàn thắng được ghi. Lúc này theo các nhà cái châu Âu thì AC Milan chưa từng để thua Atalanta trong 4 lần đối đầu gần đây khi thắng 3 vào hòa 1, trong đó có hai chiến thắng trên sân khách. Trong khi đó, ở lần làm khách gần nhất tại San Siro, Atalanta đã thua tỷ số cách biệt 0-2 và lần đi mùa này họ chỉ có kết quả hòa trên sân nhà trong cuộc đón tiếp AC Milan trong một thế trận đép vế Do đó với lợi thế sân nhà và tinh thần đang rất thương phấn sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua, AC Milan hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì phong độ ở một chiến thắng. Các nhà cái châu Âu tin rằng AC Milan sẽ có chiến thắng trong cuộc đón tiếp Atalanta trong trận đấu này. Tiệu chung lại thì AC Milan thường thi đấu khá hiệu quả trên sân nhà. Nên nhớ là họ từng thắng cách biệt Juventus, United và vượt qua cả Inter Milan trên sân nhà mùa giải năm nay. Ngoài ra, hai trận sân nhà gần đây của đội chủ sân San Siro đều thắng, trong đó đã vượt qua Tottenham Hotspur ở vòng 18 UEFA Champions League. Trong khi đó, với phong độ nghèo nàn lúc này khi để thua 3 4 trận gần đây, Atalanta được dự đoán sẽ khó đứng vững trước một AC Milan đã hưng phấn và thi đấu tốt ở phòng ngự. Được biết, trận đấu giữa AC Milan và Atalanta trong khuôn khổ vòng 24 Serie A mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 27 tháng 2 năm 2023. Theo bạn, giữa AC Milan và Atalanta đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.